Cách để trò chuyện trò chải với một cô gái dành cho những chàng trai. Chắc hẳn bạn giỏi lách qua đám đông trong phòng và đến làm quen với một cô gái để thu hút sự chú ý của cô ấy. Nhưng có bao giờ bạn cảm thấy sau vài phút mình không còn gì để nói hay không? Hoặc có thể bạn đã thu hết can đảm để nói chuyện với cô gái trong mộng của mình, nhưng rồi lại líu lưỡi và lúng túng khi cuộc trò chuyện đã bắt đầu. Cho dù là một người hòa đồng hay rụt rè, bạn cũng có thể làm cho cuộc trò chuyện với một cô gái được liên tục khi bắt đầu. Chỉ cần bạn làm theo những bước trong bài viết này, giữ cho cuộc trò chuyện được liên tục. 1. Gợi chuyện để có thể mời cô ấy nói. Bạn hãy chú ý đến bối cảnh và nghĩ ra một câu gì đó thích hợp. Ví dụ đừng hỏi bừa về thiên văn học khi cô ấy đang đi sắm giày. Sau đây là một vài cách để có thể làm được điều đó. Nếu như muốn bắt chuyện với một cô gái chưa quen, bạn hãy thử đưa ra một lời khuyên. Ví dụ, nếu như bạn đang thấy một cô gái xinh đẹp trong tiệm cà phê và trong nàng có vẻ như đang phân vân chưa biết gọi gì, vậy thì bạn hãy giới thiệu đồ uống yêu thích của bạn cho cô ấy. Hãy nói với nàng rằng, chỉ nhìn nàng là bạn sẽ đoán được chính xác nàng muốn gì. Nếu như đã biết cô gái này, bạn hãy bắt đầu bằng một điểm chung nào đó. Nếu như học cùng trường, bạn hãy bình luận về những lớp học hay nói về những hoạt động ngoại khóa. Nếu như cùng là việc chung, bạn hãy bắt đầu tán về chuyện tin tức nào đó ở chỗ làm. Hay nhờ cô ấy giúp bạn một tay khi bạn đang làm gì đó. Nhờ cô ấy giúp cho bạn những việc nho nhỏ, ví dụ như nhờ cô ấy trông chừng đồ cho bạn, điện thoại chẳng hạn, khi bạn ra ngoài mua đồ uống cho nàng. Con gái sẽ chú ý đến bạn hơn nếu như họ làm điều gì đó cho bạn. Nó còn làm cho các nàng cảm thấy được tin cậy và thậm chí là tò mò. Hãy khen ngợi cô ấy nếu như hôm ấy trông nàng thật tuyệt vời. Hãy phát biểu câu gì đó hay hay trong giờ học. Vậy thì hãy nói với nàng như vậy. Hãy khen mái tóc, nụ cười của nàng hay bộ đồ của nàng đang mặc. Tránh khen những nét nữ tính hơn của cô ấy. Bạn hãy nhớ rằng lời khen của bạn phải chân thành và không được giả tạo. 2. Hãy đưa ra vài câu hỏi với cô ấy. Chắc bạn muốn tỏ cho cô ấy biết rằng bạn quan tâm đến cô ấy và đồng thời bạn cũng muốn biết cô ấy có xứng đáng với sự quan tâm của bạn hay không. Một câu hỏi hay sẽ khiến cho cô ấy suy nghĩ, cười và cùng lúc đó cũng thích bạn. Tránh những câu hỏi có và không. Câu hỏi kiểu như em có thích bộ phim mới ra tuần này không sẽ có một câu trả lời là có hoặc không, nhưng có thể không tạo ra được một cuộc trò chuyện nhiều ý nghĩa. Thay vào đó, bạn hãy hỏi xem cô ấy đã xem những phim nào khác nhau và tại sao lại thích những phim đó. Kiểu câu hỏi như vậy sẽ khiến cho cô ấy trả lời dài hơn. Con gái thường thích những chàng trai chủ động. Thay vì chờ khi cô ấy hỏi, bạn hãy chủ động hỏi trước. Khi cô ấy trả lời, bạn hãy gật đầu và sau đó đưa ra ý kiến của mình. Bạn cần một cuộc trò chuyện cân bằng. Qua đó, bạn có thể khám phá về những đặc điểm cốt yếu của cô ấy. Đồng thời, bạn cũng có thể chia sẻ với cô ấy về những tương tự của mình. Hãy tìm hiểu xem cô ấy có say mê một điều gì hay không. Nếu như bạn thích một cô gái nào, thì cơ hội sẽ đến nếu như bạn tìm ra điều mà nàng thực sự say mê. Hãy hỏi xem tại sao nàng lại say mê điều đó, hoặc tại sao nàng lại suy nghĩ như vậy. Hãy hỏi cho cô ấy những điều mà bạn thực tâm muốn biết, thay vì hỏi những câu chỉ để khiến cho cô ấy nói chuyện. Nếu như bạn không chân thành, cô ấy sẽ biết và cuộc trò chuyện của bạn sẽ tan thành mây khói. Người ta thường thích nói chuyện về bản thân. Nếu như bạn biết cô ấy say mê về điều gì, cuộc trò chuyện sẽ diễn ra tự nhiên và dễ dàng. Đây là một cách dễ nhất để có thể kết nối. 3. Hãy làm cho mình trở nên hấp dẫn trong lúc nói chuyện. Bạn muốn hiểu càng nhiều cô ấy càng tốt, nhưng bạn cũng cần cho cô ấy một ấn tượng tốt về bạn. Nói về chủ đề có thể khiến cho bạn say sưa và có sức thuyết phục. Khi nói về vấn đề nào đó mà bạn tin chắc, bạn sẽ có biểu hiện tốt nhất. Nếu như bạn đam mê âm nhạc, vậy thì hãy nói về ban nhạc yêu thích của bạn. Nếu như bạn thích một công việc gì đó, hãy kể cho cô ấy nghe. Hãy nhớ dành thời gian tương đương cho cô ấy. Chắc chắn rằng bạn muốn chia sẻ những câu chuyện về bản thân, nhưng nếu như bạn chỉ toàn nói về mình, cô ấy sẽ nghĩ rằng bạn ích kỷ và sẽ không nói chuyện với bạn nữa. Đừng đưa ra những ý kiến về những chủ đề mà bạn hoàn toàn không hiểu biết. Mục đích của bạn là gây ấn tượng với nàng về sự dí dỏm của bạn, về cuộc trò chuyện và trí tuệ của bạn. Nếu như bạn ba hoa về những điều bạn đinh ninh là thế thì bạn lại không am hiểu gì về nó, bạn sẽ không được xem là thông minh lắm đâu. 4. Chấp nhận những khoảng lặng. Bạn không thể lúc nào cũng nghĩ ra được điều để nói trong suốt một cuộc trò chuyện, và điều đó hoàn toàn chấp nhận được. Khoảng im lặng là một phần tự nhiên trong cuộc hội thoại. Hãy để cho nàng được thoải mái bằng cách tạo ra những khoảng dừng hay thông thả trong khi bạn nói chuyện. Mỉm cười với cô ấy, nhấp một ngụm nước hay nhìn quanh phòng cho đến khi bạn nghĩ ra một điều gì đó để nói, miễn là bạn có vẻ tự tin và chăm chú. Cô ấy sẽ háo hức chờ những bước tiếp theo của cuộc trò chuyện. Nếu như bạn có vẻ hồi hộp và cứ chăm mặt nhìn xuống chân, cô ấy sẽ cảm thấy không thoải mái và có thể sẽ tạm biệt bạn. Thỉnh thoảng hãy dừng lại trong khi trò chuyện. Khi bạn ngừng nói, trong bạn như đang cẩn thận cân nhắc về những điều muốn nói. Cô ấy sẽ phải cố đoán ra bạn sẽ nói gì tiếp theo và cảm thấy cuộc trò chuyện của mình nên được lắp khoảng trống.
Tốc độ nói của mỗi người tương đồng với nhau một cách tự nhiên. Điều này có nghĩa là người này bắt chước tốc độ nói của người kia một cách vô thức. Do đó, nếu như bạn nói chậm, cô ấy cũng sẽ nói chậm và cuộc trò chuyện sẽ kéo dài hơn. Bí quyết để nói chậm là sự tự tin chứ không phải là sự hồi hộp. Tin rằng khoảng dừng là cơ hội để cô ấy có thể ấn tượng với bạn. Đừng cho rằng bạn cần phải nghĩ ra hết chủ đề này đến chủ đề khác trong cuộc trò chuyện. Khi dừng nói, bạn có ngụ ý mời nàng khởi xướng. Nếu như nàng làm thế thì bạn sẽ biết rằng nàng rất thích thú khi nói chuyện với bạn. 5. Hãy giữ cho cuộc trò chuyện nhẹ nhàng. Đừng đào sâu vào những vấn đề gây tranh cãi hoặc bất cứ một điều gì có thể làm cô ấy không thoải mái. Bạn cũng đừng bàn tán về người khác vì cô ấy có thể sẽ cho rằng bạn không thật sự tốt bụng. Hãy hài hước, nhưng đừng quá khai thác về những chuyện hài tục tiểu hoặc làm những điều có thể gây sốc đối với cô ấy. Hãy nhẹ nhàng và thăm dò trước khi bạn muốn nói một điều gì đó có thể khiến cho cô ấy cho là rẻ tiền hoặc xúc phạm. Tập kể những câu chuyện vui. Ngoài những chuyện cười, người ta còn thích nghe những chuyện thú vị xảy ra với bạn. Vậy bạn hãy ghi nhớ những chuyện vui và hấp dẫn xảy ra với mình rồi tập kể với một vài bạn bè của bạn. Cập nhật về những thông tin giải trí. Hãy theo kịp tin tức mới nhất trong giới showbiz, những trào lưu mới về phim ảnh và âm nhạc. Khi biết về những thứ gì đó đang diễn ra, bạn luôn có một điều gì đó vui vui để nói. Hơn nữa, bạn cũng có thể gây ấn tượng với cô ấy về những hiểu biết phong phú của bạn. 6. Chú ý ngôn ngữ cơ thể. Về phần mình, bạn hãy khéo léo giao tiếp bằng ánh mắt, ngồi thẳng người và mỉm cười một cách nhiệt thành. Khi bạn làm như thế, cô ấy sẽ cảm nhận rằng bạn đang tập trung vào cô ấy. Quan sát cử chỉ của cô ấy. Nếu như nàng nhìn vào mắt bạn, chạm nhẹ vào cánh tay của bạn hay nghiêng về phía bạn khi bạn đang nói, vậy thì bạn có thể tự tin rằng nàng đã bắt đầu thích bạn rồi đấy. Bạn cũng phải chú ý đến biểu hiện tốt của ngôn ngữ cơ thể, đừng khoanh tay, nhịp chân, thở dài hay trên thành tiếng. Mọi cử động trên đều ngụ ý rằng bạn đang chán nản hoặc không hài lòng về cô ấy. Nếu như cô ấy liên tục nhìn đi chỗ khác, tay thì tinh nghịch tách ly hoặc là đồ trang sức của mình, hoặc trông như chỉ muốn thoát đi ngay, như vậy có thể là cô ấy đã không còn hứng thú với cuộc trò chuyện của bạn nữa. Bạn có thể thử nói những câu như, hình như hôm nay em không được vui. Trong em như đang tận ở đâu ấy, nếu như không tìm được cảm hứng để bắt đầu lại cuộc trò chuyện, bạn hãy lịch sự chào cô ấy. Rất vui vì được nói chuyện với em ngày hôm nay và ra về. 7. Luôn chăm chú vào cô ấy. Hãy tỏ cho nàng biết rằng nàng quan trọng đối với bạn. Đừng tập trung làm nổi bật mình. Thay vào đó, hãy tập trung chủ yếu vào cô ấy. Tắt điện thoại khi cuộc trò chuyện với một cô gái. Nếu như bạn ra ngoài để gọi điện thoại, thì khi quay vào, có thể cô ấy đã đi mất. Nếu như tình cờ gặp bạn bè, hãy giới thiệu bạn của mình với cô ấy, nhưng tiếp tục tập trung vào cuộc trò chuyện của bạn. Cố gắng ra hiệu cho họ rằng bạn sẽ nói chuyện vào một lúc khác. 8. Kết thúc cuộc trò chuyện một cách khéo léo nếu như cô ấy bảo đến lúc phải ra về. Nói cho cô ấy rằng bạn rất vui khi được nói chuyện và làm quen với cô ấy. Nếu như bạn cảm nhận có sự kết nối thực sự với nàng, hãy xin số điện thoại. Sáng hôm sau, bạn hãy gửi tin nhắn và nói với nàng rằng đã có những giờ phút tuyệt vời và chúc cho nàng có một ngày mới thật tốt lành. Bạn sẽ có cơ hội tiếp theo trong cuộc trò chuyện đầu tiên nếu như nàng nhắn lại cho bạn. Một quy tắc rất có ích là chờ ít nhất một ngày trước khi bạn gọi điện thoại cho nàng, nhất là khi cô ấy vừa mới biết bạn. Chắc bạn cũng không muốn cô ấy nghĩ rằng bạn quá sốt sắng và có vẻ như quá cần, do đó tốt nhất là bạn nên cần chờ đợi một ngày. Khi gọi cho cô ấy, bạn hãy nói ngắn gọn và ngọt ngào, trừ khi cô ấy thật sự có hứng thú nói chuyện. Bạn chỉ cần hỏi nàng có muốn đi xem phim hay uống cà phê hay không, thế là đủ. Bạn có thể gây ấn tượng với nàng khi gặp mặt, vì khi đó bạn có thể ứng phó tốt hơn nếu như xảy ra trục trặc. Hãy giữ một thái độ dè dặt vừa phải cho đến khi bạn biết rằng cô ấy thật sự thích bạn. Nàng có thể thấy hơi kỳ lạ nếu như bạn quá thúc ép trong khi nàng lại không như thế. Do đó bạn nên duy trì sự cân bằng và nhớ là luôn luôn giữ cho cuộc trò chuyện được liên tục. Lời khuyên, bạn hãy nhớ rằng nói chuyện với con gái là một việc không dám thử thì không có phần thưởng. Nếu như bạn không nắm bắt được cơ hội và không theo đuổi được cuộc trò chuyện, bạn sẽ không bao giờ biết được mình đã bỏ lỡ điều gì. Nếu như cuộc trò chuyện diễn ra suôn sẻ, bạn có thể sẽ tạo ra được một mối quan hệ thân mật và lâu dài. Hãy tin rằng, luyện tập để xua tan hồi hộp, bạn luôn cảm thấy có một chút lo lắng khi nói chuyện với một cô gái. Nhưng bạn sẽ tự tin nếu như khởi xướng các cuộc trò chuyện với nhiều cô gái khác. Dù sao đi nữa, càng khó để bắt chuyện với nhiều cô gái thì bạn càng có nhiều cơ hội gặp được một cô gái tuyệt vời. Nhớ đừng buông chuyện hay nói xấu người khác mà chỉ nên tập trung vào cô ấy. Những chuyện đồn đại vớ vẩn có thể khiến cho bạn giống như phụ nữ. Nếu như chẳng may cô ấy lại cơi ra những chuyện như vậy thì bạn có thể lái sang một chủ đề bạn bè. Có thể chứ không phải là nhất định phải như vậy. Tỏ ra dễ thương và hãy là chính mình. Nếu như bạn có đến từ một đất nước hay một nền văn hóa khác với cô gái đó, hãy kể cho nàng nghe về những chủng tộc,
dân tộc, văn hóa của bạn và giới thiệu một ngôn ngữ mới với cô ấy. Ví dụ, nếu như bạn là người Việt Nam và đang cố gắng trò chuyện với một cô gái người Mỹ, hãy giới thiệu về tiếng Việt với cô ấy và nói về những điểm khác biệt trong nền văn hóa của bạn. Tuy nhiên, bạn nên cẩn thận với những chiến thuật này. Khác biệt văn hóa có thể là một chủ đề hay là một khởi đầu cuộc trò chuyện, nhất là khi nó lạ và thú vị đối với một cô gái. Nhưng một cuộc trò chuyện có thể sẽ biến thành một cuộc giao lưu văn hóa và chắc rằng bạn không muốn trông có vẻ kỳ quặc hoặc lạ lẫm đối với cô ấy. Nếu như bạn muốn xây dựng một mối quan hệ hay tiến xa hơn với cô gái ấy, có một chiến thuật hay là một câu hỏi về người xưa của cô ấy, việc này sẽ không những cho bạn một cuộc trò chuyện dài mà qua đó bạn còn biết được chuyện gì đã xảy ra trong mối quan hệ trước kia của cô ấy và điều gì nên tránh. Nhưng hãy cẩn thận, nếu như cô ấy mới chia tay không lâu thì đây là một chủ đề nhạy cảm và có thể làm cho cô ấy không thoải mái. Chiến thuật này chỉ tác dụng trong một số trường hợp. Cảnh báo, đảm bảo rằng bạn nhìn vào mắt cô ấy. Ngay cả khi nàng đang mặc áo hở cổ, nếu như cô ấy bắt gặp bạn liếc xuống phần ngực của cô ấy, cuộc trò chuyện của bạn sẽ sớm chấm dứt. Về phần váy thì khỏi phải bàn, nếu như cô ấy diện váy ngắn, đừng để nàng bắt gặp bạn liếc xuống gầm váy. Đây sẽ là một dấu chấm hết cho cuộc trò chuyện. Luôn có sẵn một ít kẹo cao su hoặc bạc hà, như thế bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn với hơi thở của mình trước khi trò chuyện với cô ấy.